Chào cả nhà nhé. Đó rồi. Đây là hoàng đàn tuyết Hữu Liên nha các bạn nhé, ánh tuyết nhé, gieo từ hạt nhé. Đây là cây ăn giống này, người ta nhân giống bé xíu này. Đấy, nhưng mà nó vẫn từ cây bé cây to này nó vẫn có vẫn bị chết nhờ. Đấy, rất là rủi ro, nhà vườn nó làm nhân giống là cũng bị rủi ro nhé, hạt đấy. Đấy, bạn nhìn cây rất là đẹp. Cao 8, cây cao 9, hơn 90, 95, 90. Đấy. Cây một thân hết. Nổ đẹp quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5 cây, có cây bé. Xanh ngắt đấy. Ô thế cái nhà của có cái biển thế này của nhà ai đấy?